Rồi hôm nay một gia đình của người Mỹ người ta cho mình cái cây mâm xôm màu đỏ nè, rất là nhiều, tới 22 cây. Thì bây giờ mình sẽ tới đây mình đào hết để mình về nhà mình trồng nè các bạn. Đó. Không có cây. Đó, người ta cho mình cái khoảng này thôi nè các bạn. Còn cái ở trong cái dây này á, là người ta vay lại để người ta giữ để sang năm cho nó lên đẹp hơn. Còn những cái mâm xôi đỏ như thế này là người ta cho mình nè. Đó, đây nè. Bây giờ ông xã của mình đào. Xin chào các bạn, hôm nay bớt bệnh rồi nè các bạn. Đi đào rễ cây nè. Đó, các bạn ơi, hôm nay ông xã của mình nè đang đào rễ cây. Hôm nay bớt chút xíu rồi đi ra đường tiếp các bạn. Đó, thì tới chỗ này là gia đình của một người Mỹ, người ta cho mình cây mâm xôi đó các bạn, mâm xôi màu đỏ. Cái cây này ở ngoài chợ mua cũng mắc tiền lắm, một bụi khoảng 30 đô, nhưng mà cái này người ta trồng lâu năm rồi đó các bạn. Đó, người ta trồng nó hơi nhiều, người ta cho mình bớt. Thì ông xã của mình hôm nay lên đây để đào bớt để đem về vườn cho mình để mình trồng nè. Đi đào có nổi hôm nay. Ông xã đang cậy đó. Tiếng của mình vẫn còn hơi khang khang nhưng mà đỡ hơn mấy bữa chút xíu rồi. Nổi không? Ông xã mình đem sẻng, đủ loại sẻng để cậy mấy cái này lên về cho mình trồng. Tất cả là 22 cây mâm xôi, sang năm chắc mình xách thúng ra mình hái. Mâm xôi đỏ, mâm xôi đỏ này không phải mọc hoang các bạn. Mâm xôi này người ta mua về người ta trồng đó. Nó nguyên cả bụi luôn nè. Ow! Gai. Nó gai các bạn ơi. Gai lắm, anh cầm vô cẩn thận nha. Mình tưởng gai ít, mình đụng vào cái chích treo phát cũng dễ bứng hơn. Cái rễ nó không có bằng Luckberry. Cái mâm xôi đen cái rễ nó ghê gớm hơn các bạn. Mâm xôi này thì nó yếu hơn, rễ nó mọc không có thành cổ thụ. Nó đem về mất trồng. Các bạn ơi, đây là hình ảnh cây mâm xôi mình đang đào đó các bạn. Đó, nhìn xinh không? Sang năm sẽ có nhiều trái để hái nha. Đó, mình về cầm cho mẹ đi. Cầm cho mẹ. Đó, người chủ vườn cho mình hái nho các bạn ơi. Mình sẽ hái cho các bạn xem nha. Wow, nho quá chừng luôn nha. Ngon chưa? Hái cành này nha. Sao cái tay mình kỳ vậy? Mình hái cái gì nó cũng rớt hết trơn. Một chùm. Hái chùm này luôn ha. Để chùm này dưới đất. Rồi, hái chùm này. Hai chùm. Nho này sao nó thơm các bạn ơi. Lá nhau có một đống con cá vậy. Ồ, đi cầm cho mẹ đi. Lá chùm đây nè. Cái chùm này nó chín nè. Vì kiếm nè, bỏ vô cái mũ cho mẹ nè. Rồi hái bỏ vô cái mũ đi các bạn ơi. Đó, được hai chùm nho. Thêm chùm nè. Wow, cái chùm này ngon quá. Nho này thơm mà ngọt lắm các bạn. Ngọt thiệt là ngọt luôn. Wow. Ngon chưa? Đây. Còn nhiều lắm. Nè các bạn thấy không? Nhiều thiệt là nhiều ha. Cái giọng nói vẫn còn ghê quá.
Giọng mình nói vẫn còn chưa có trở lại bình thường được. Nhìn nho này đã chưa? Đó, người chủ vườn cho mình hái, cho mình khoảng 1 ký. Mình hái khoảng 1 ký về ăn ha. Wow, ngon chứ ha. Nho rất là ngon. Mình ăn thử cho các bạn xem nha. Đó, nho rất là ngon các bạn. Ăn thử cho các bạn xem nha. Nó ngọt mà nó thơm, thơm, rất là thơm. Ngon lắm. Các bạn không bệnh mà không ở trong nhà được, phải muốn đi ra ngoài các bạn, lạnh cũng đi luôn. Hôm nay trời đỡ lạnh rồi. Đó. Đi tới chủ vườn này đào mấy cái cây chủ vườn cho, xong rồi mình hái được một mớ nho ở đây nữa nè, đang nguyên chùm này. Đó, mình sẽ hái chùm này nữa là thôi ha. Đó, cái chùm này đã chưa? Wow, ngon quá. Làm sao sang năm mình trồng được giống vậy các bạn, thấy đã quá. Đó, một chùm thứ hai, chùm thứ ba. Wow, ngon quá. Thôi hái chừng này chắc đủ rồi các bạn ơi. Hái gì ăn đủ rồi ha. Nè, các bạn thấy chưa? Nó nằm ở trong xa kia, xa kia. Nho xanh này ăn cũng tốt lắm các bạn. Đó, nhiều quá. Sang năm nho nhà mình cũng được nhiều giống vậy đó. Ở trên này đi. Đó các bạn thấy không? Nhiều vô số kể luôn. Quá chừng là đẹp. Ra trái mà nó nằm trải dài lên cái hàng rào như vậy, nhìn đáng yêu ha. Wow, hấp dẫn chưa nè. Hái chùm nữa ha. Này đã quá. Trồng gì mà khéo dữ không biết. Nho gì mà nó ra nguyên nguyên một thúng mà nó trông lên trên này. Đó. Không gì đủ rồi. Hái nhiều ăn đâu có hết đâu. Đây. Trái nào trái nấy thì là đẹp ha. Cái này mà cái vàng này người ta trồng cao lên chút xíu nữa nó đổ trái nó mới đẹp nè. Trái mê quá chừng. Đây nữa. Ăn rất là ngon các bạn. Cái chùm này ngon cho hái chùm này ha. Chùm này chắc chắn là ngọt đó. Wow, ngon chưa? Đó, mùa thu thì cũng có vài trái nó bị úa úa nè. Ha. Ngon chưa? Hôm nay đi không có cái rổ, lấy cái mũ đựng. Rất là ngon. Nhìn nho dễ thương chưa? Đó, cái hàng rào nhỏ nhỏ thôi. Quay nhìn trái nè. Cứng thiệt là cưng. Đó. Mấy cây bình thích không? Nè ba kia. Hai. Bé phải chồng. Bé đi đâu đó? Nhìn cái vườn dễ thương nha các bạn. Đó, quá dễ thương luôn. Cái bên đi đâu vậy con? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vườn của người chủ này các bạn. Còn có cái cây gì mà mình chưa quay không? Đó. Wow, được trái bí này các bạn. Trái bí ngon chưa? Đó, trái bí vàng nè, ngon ha. Dễ thương thiệt đó. Cái cuống nó cũng vàng luôn. Nhìn cái trái sao mà nó đẹp quá chừng. Non mướt luôn ha. Người chủ chưa có hái vô ăn nữa. Đã quá. Rồi ở đây vẫn còn một trái non nè. Mùa thu rồi mà cây cối ở đây vẫn còn sống nè các bạn. Đó, nhìn cái dây bí dễ thương chưa. Ngon chưa? Mình hái ăn thử nha. Đứng đây được không? Đây không bị. Wow, đã quá. Hái trái nào các bạn ơi? Trái này ngon nha, hái trái này ha. Ngon chưa? Mình sẽ chùi đi. Chùi 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 đi. Đó, ngồi ăn cho các bạn xem nha. Bệnh mà không có chịu bệnh đâu. Không chịu ở nhà đâu các bạn. Đi quậy quá chừng luôn. Thích đi ra vườn. Thích ra vườn thôi. Đó các bạn. Hái xong trái lê rồi còn được ngồi ở trong vườn ăn nữa. Thiệt là đã. Nè. Đó, người ta trang trí cho ấm rót nước trà. Để mình ngồi mình rót mình chơi nè. Đó. Rồi có cái ở trên này nữa nè. Đó, trang trí ở ngoài vườn. Giờ mấy đứa nhỏ ngồi chơi nè. Dễ thương á. Bây giờ mình sẽ ăn trái pear này. Các bạn ơi, hôm nay vui quá. Hái được mớ nho nè. Đã chưa? Rồi, hái được trái pear nè. Chùi, chùi ra sạch lên. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, chuẩn bị ăn. Ăn ngay lẹ ra coi ông xã mình cũng đào cái cây gì đó xong chưa. Ông chân dặm đồ không? Ngon quá các bạn. Trái lê này, lê màu nâu. Rất là ngọt. Ngọt, ngọt ngay luôn. Chắc có 2% chua thôi à các bạn. Rất là ngọt. Ngồi bên này ha. Đó, tiếp tục ăn nha các bạn. Lê này mình ăn, mình bỏ cái vỏ ngoài, cái vỏ nó hơi dày các bạn. Nhưng mà ở trong rất là ngọt. Ngọt sợt luôn ha. Ngon, mềm. Nó không có giòn như lê xanh. Mà ăn rất là ngon. Tuyệt vời. Trên đầu mình có cái lê nè, kế bên đầu mình. Dễ thương ha. Cái cây gì thì mình tới đây mình đào. Đây có trái lê nữa nè các bạn. Nhìn ngon quá. Nó cũng cao lắm. Hy vọng sang năm mình trồng cái lê nó ra nhiều trái ha. Trên kia có trái bự này. Đó, ở đây nữa nè. Bây giờ mình
ăn có tí à, ăn có chút xíu đã thấy no rồi các bạn. Ngọt lắm. Mình thích không? Bữa sao có cá cục nhật vậy? Bự không? Nhớ bự màu vàng á hả? Bự nó hả? Anh dừng té xuống đó Kevin. Đấy em té xuống đó bị sao? Ăn nhiều quá không? Nhiều quá nhiều vậy. Em về em bỏ vô thùng trọng được. Khỏi ăn ra đất. Không xả mình đào được cho mình được một mớ này nè. Đấy, giờ bỏ lên xe các bạn. Mình xả dễ thương của mình. Vợ thích cây cối rồi. Đi mua với đi xin về cho mình trồng nè. Mấy có quay con mèo không? Mèo đâu quay. Đấy vậy. Này về trồng. Ra trái cưng lắm. Đó, đào nửa tiếng thôi là được một mớ này nè. Đây nè. Kệ nó đi. Anh. Cảm ơn anh. Nói. Trả lời chưa? Em cảm ơn anh. Trả lời chưa? Không chịu trả lời các bạn. Đu nè các bạn. Anh cho em đu thử không anh? Các bạn bỏ chân cho cái ngoài á. Ghê vậy. Bị thử đi. Té nè. Nổ thôi. Đó, ông xã mình đào sắp xong hết rồi các bạn ơi. Ủa anh lấy gì anh cậy lên nhanh vậy? Đào chứ. Cái giỏ mẹ đó rồi Vi. Lên xe lấy cái giỏ cho mẹ, mẹ lấy pin mẹ thay ấy con. Gì con để cho mẹ em làm quầy nho nữa còn nhiều quá vậy, còn nhiều lắm các bạn, quá chừng chừng dạ mình làm được một mớ rồi đây này. Cây gì con giống cây mít chưa các bạn ơi, đã chạy hết trơn còn cái gốc không à. Wow, chụp ké với chùm nho này các bạn thương ha. Sao mình thương, mình thích cây cối vậy không biết. À, một hai ngày mà bị bệnh núp ở trong nhà là cảm thấy là bệnh thêm á, nhớ những cái hoa cái quả này quá. Nên mình đi dạo. Dạo nhà ai có vườn cái mình vô mình xin mình hái trái mình ăn nè. Các bạn ở Mỹ đa số những người mà lớn lớn tuổi đó về hưu á, người ta hay trồng cây cối à, hoa quả ở nhà đó, người ta hái, người ta không hái người ta cũng trồng, người ta thích á, cảm thấy thích khi nó ra trái. Còn những người trẻ thì người ta ít trồng hơn, tại người ta phải đi làm nhiều không có thời gian để chăm. Những người lớn lớn tuổi có nhiều thời gian hơn. Wow. Đã chưa? Nguyên cái chùm ở đây này. Đó, mình chui vô trong này nhìn đẹp quá. Đẹp quá à. Sao mà đẹp dữ không biết, đứng đây hò luôn quá.
À, quá đẹp luôn. Đó, nguyên cái dàn nho nè các bạn. Chui vô trong này mà núp nè, hưởng mấy trái nho nè. Cắn trái thử. Không được các bạn. Thử ăn trái. Thử ăn trái dính cây thử. Ngọt quá chừng. Nó rớt ra luôn rồi các bạn ơi. Rớt ra luôn rồi. Nho gì đâu mà trồng gì đâu mà nó tốt quá chừng các bạn. Nó ở Việt Nam mình mà khí hậu lạnh lạnh á, mình tha hồ mà trồng giống vậy ha. Ăn miếng nho ha. Nho này cái vỏ nó dày. Nó cái vỏ nó rất là chua cho nên mình ăn nửa cái trái thôi. Ăn trái nha hộ. Rất là ngọt ngào. Ngọt mà nó thơm. Rất là cái vị thơm gì lạ lắm. Nó thơm hơn những trái nho nào hết, mình thấy lạ lạ. Trái này ăn ngon mà nó thơm lắm. Ăn phải bóp ra. Bóp ra nó ra cái cơm của nó đó. Này. Ngọt mà nó dai. Nho lạ thiệt. Xin ha, xin nhánh về trồng. Không cần ăn vỏ. Này các bạn thấy chưa? Đó. Vậy đó. Mình không kịp ăn nó rớt rồi. Nè. Nó hồng. Thì dày. À mà cái trái nó vàng vàng là nó chín. Cái trái này nè, mình đâu có ăn hết đâu mà hái. Ăn trái nào hái trái đó ok. Ngọt thơm. Nó thơm ngát à. Ngon gì nho. Nho gì mà ngộ quá các bạn. Thơm thiệt là thơm. Cứ ngồi đây đi. Ngồi đi lựa trái nào bự cái nặng ra ăn. Quá thiệt. Wow. Nho này chắc làm rượu ngon ạ. Chín ngon. Quá đã luôn. Còn chỗ nào nữa? À, chùm này cũng vàng quá chừng nè. Ngọt quá. Đó, nguyên cái vườn nho thì chỗ nào cũng có trái các bạn. Trái từ ở dưới gốc đeo lên tới ngọn, chỗ nào cũng ra trái. Đó, quay cho các bạn xem. Đó. Còn mấy tháng rưỡi nữa là coi như mùa thu khép lại là không còn cái gì để quay. Đó, mùa đông nó bao phủ xuống một cái là coi như chỉ thấy là tuyết thôi. Chỉ thấy lạnh lẽo thôi. Bây giờ còn được ngày nào ấm áp mà có chút xíu nắng thì mình đi quay cho các bạn xem những cái cây trái ở Mỹ. Mùa này quá ngon luôn. Trái nào đây nè. Đó. Đó, ăn như vậy đó các bạn ha. Nho này nó vậy lắm. Ăn cái vỏ thì ăn không nổi đâu. Cái vỏ rất là chua. Đây nè. Wow, chỗ nào cũng có hết. Đó. Sao mà nó đã dữ không biết. Mê chưa? Hái chùm mới được á. Dễ thương quá. Rớt rồi.
mang vào tay vô đào các bạn. Mình đào được một bụi rồi đó. Đào được bụi mâm xôi đỏ. Nãy giờ cũng đã đào mấy chục bụi rồi mà giờ mình mới đào có bụi và mình mừng giống như đào cả trăm bụi đó các bạn. Hoạt động chập á là mình hết bệnh luôn các bạn đó. Cứ bị khan tiếng hay bị cảm thì đó, ra làm vườn cái là mình có nhiều sức để chống lại bệnh hơn. Mơ đi mơ, mơ được hái trái. Đem ra hai cái thúng bự, hái tuốt trái bỏ vô mâm xôi đỏ nha, thiệt ngon. Đã quá. Cái chỗ này á, người chủ vườn người ta cho phân gà vô đây nè các bạn. Lúc trước á, nguyên khu vực này là mâm xôi đỏ rất là nhiều. Người chủ vườn nói là đám cưới con người ta đó, người ta đãi đám cưới không có chỗ đứng, 50 người đứng ở đây cho nên người ta cắt hết mâm xôi luôn, cắt bằng hết. Bây giờ người ta gọi mình tới, người ta cho, người ta biết mình thích trồng cây, người ta gọi tới cho mình đó. Tha hồ về mà trồng. Cái gốc này người ta đã trồng 5 năm trời rồi, bây giờ rất là bự, gốc bự lắm. Đào cái gốc này lên nè. Wow. Mình cũng biết đào cái bộ. Lên, lên. Wow, đã quá, để đây. Chút xíu ông xã tới. Ông kéo đi. Các bạn ơi, từ nãy giờ đào được mấy chục bụi rồi đó. Đó, người ta nói ta cho mình 22 bụi mà đào hơn 30 bụi rồi chưa hết các bạn. Nhiều quá.
vui, hôm nay vui quá. Tiếp tục đào ha. Xả siêng năng của mình này. Bạn thấy không? Nguyên một mớ mâm xôi luôn. Nhìn đã chưa nè. Tha hồ mà hái trái. Thiệt là đã nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.